Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Xin chào, khi bạn đã lắng nghe những thanh âm từ tập podcast này thì xin chúc mừng. Chúng ta đã có khoảng thời gian tương đối dài đồng hành cùng nhau rồi. Sắp tới thì Ba Chấm sẽ kỷ niệm sinh nhật nhân dịp kênh tròn 2 tuổi. Vậy là lại thêm một cột mốc mới nữa được hình thành rồi các bạn ơi. Không biết là ở đây có bạn nào giống mình không, nhưng mà cứ qua mỗi cái giai đoạn phát triển thì mình luôn bị ám ảnh bởi những cái thành tựu đã đạt được trong quá khứ. Ví dụ như năm 2021 ấy, khi Ba Chấm mới thành lập, đã đạt được những con số ấn tượng về follow, streams trên các nền tảng. Thì sang đến năm 2022, mình lại tự challenge bản thân với tần suất làm việc điên cuồng. Bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn, chìm đắm trong phòng thu, viết kịch bản, hậu kỳ podcast. Rồi đến năm 2023 là workshop đầu tiên và duy nhất làm về podcast và books, cũng là của nhà Ba Chấm thực hiện luôn. Cho đến thời điểm này thì mình càng thêm tin tưởng và thấy được cái tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dài hạn lớn đến thế nào. Ngày còn bé thì mẹ mình thường nói là mày phải biết lập kế hoạch cho mọi việc mình làm. Thời điểm đó thì mình còn quá là nhỏ ấy, nên là cũng chẳng hiểu mô tê về cái kế hoạch thực hiện thực chất nó là cái gì. Mãi về sau lớn lên, mình mới hiểu đó là nội dung công việc được hoạch định dài hạn để đạt đến cái mục tiêu cụ thể, nhằm đạt được mục đích cụ thể. Sau này thì mình cũng hiểu rõ hơn về cái hệ quả tiêu cực của việc mà không có kế hoạch, dù là ngắn hạn hay là dài hạn. Nó liên quan mật thiết đến mục đích và lý tưởng sống của mình ấy. Nói cho phạm vi hẹp thì là công việc mình đang làm có ý nghĩa gì cho tương lai của bản thân và giải quyết được nỗi đau nào của xã hội. Chi tiết về cái mục tiêu dài hạn này, mục đích dài hạn và kế hoạch này mình đã nói ở trong tập podcast trước đây rồi, là tập số 1 hay là tập số 2 mình không nhớ rõ lắm. Một trong những bài học mình học được trong năm 2021 và 2022, bạn nào mà chưa nghe thì có thể back lại để nghe hai tập này nha. Ba Chấm ban đầu được thành lập với mục đích cá nhân, thỏa mãn mục tiêu là sở thích. Nhưng mà thành thật với các bạn đó là càng làm mình càng cảm thấy, thậm chí là dù mình có cố gắng cá nhân hóa nó bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì điều đó dường như là bất khả. Có lẽ là do mục đích của mình đã thay đổi, mục tiêu cũng không còn nguyên vẹn như lúc trước. Nhưng mà một điều mình khẳng định đó là muốn vươn mình ra biển lớn ấy, thì bạn buộc phải chuyển mình, chấp nhận thay đổi, đánh đổi một vài thứ đã từng gắn bó, tưởng như là không bao giờ có thể lay chuyển. Nói dễ hiểu hơn thì Ba Chấm nếu như mà chỉ mang tính chất cá nhân, mình tin là nó vẫn sẽ được đón nhận và ủng hộ. Nhưng mà giá trị đó sẽ chỉ loanh quanh trong cái phạm vi nhất định và mang hình thái cá nhân, không thể lớn được. Giống như anh Quốc Khánh, founder của Vietsuccess đã từng nói trên sóng Ba Chấm ấy. Khi mới thành lập The Quốc Khánh Show thì anh cũng chỉ là một mình. Mọi thứ vẫn ổn, vẫn tốt. Anh thì vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của kênh. Nhưng nếu muốn phát triển hơn, lan tỏa giá trị đến nhiều người hơn thì mình phải có team. Ngẫm lại thì mình thấy đúng. Khi mà mình có team ấy, thì mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm, nghĩ làm cho nhiều người, thay vì là mình làm cho một mình. Điều đó nó dẫn đến mục đích và mục tiêu lớn hơn. Hiểu đơn giản đó là lúc này thì bạn làm lợi ích là vì lợi ích tập thể, tôn trọng cảm xúc, mục tiêu, tham vọng chung của số đông. Lúc đó thì những cái gì mà bạn chia sẻ nó không chỉ còn riêng của bạn để thỏa mãn mình bạn, mà nó cần hướng đến đại đa số, đến xã hội, đến những nơi cần thứ bạn làm giỏi và biến nó thành công cụ để tạo ra những sản phẩm, kết quả tích cực khác. Thậm chí là bạn cần phải nghĩ cho chính những cộng sự đang làm việc của mình, cống hiến cho tổ chức. Đấy, cho nên là ban đầu mình nói là mục đích, mục tiêu của mình nó không còn nguyên vẹn như trước, không có nghĩa là ý mình nói là Ba Chấm bị mất chất. Như mình đã nói, tức là chuyển mục đích, mục tiêu từ cá nhân sang tập thể, nó sẽ thay đổi rất là nhiều một vài thứ quan trọng liên quan đến định hướng và kế hoạch dài hạn, cái thứ mà mình đang làm. Cụ thể ở đây là podcast. Ba Chấm đã trải qua được 9 mùa rồi, sau 2 năm thành lập. Đôi khi thì trong ngàn khoảnh khắc mình đã dừng lại, ngoảnh về sau với ánh mắt
hoài niệm. Sau đó thì mình lại tiếp tục tiến về phía trước. Mọi thứ đều thay đổi nhanh và nó chuyển động với vận tốc cực đại. Nhưng mà duy chỉ có một thứ mà vẫn đứng yên, chờ mình giải đáp, bóc tách. Đó là sau từng ấy thời gian thì rốt cuộc là điều gì đang xảy ra với ba chấm sau 9 mùa? Khán thính giả ngày càng khó tính, nội dung ngày càng yêu cầu sự phân hóa và chuyên biệt, cùng với đó là sự tự hành của ChatGPT, AI. Người sáng tạo nội dung nếu không thay đổi thì sẽ khó có thể bắt kịp với cái tốc độ đổi mới của thế giới. Với ba chấm thì mình nhận ra sự thay đổi rõ rệt về mặt nội dung đối với nền tảng podcast. Mặc dù podcast chia sẻ tâm sự vẫn được ưa chuộng nha, nhưng mà không có nghĩa là các dạng nội dung khác mang tính học thuật chuyên sâu hơn không được khai thác. Nói cách khác thì muốn nội dung tiếp cận chuyên sâu, rộng rãi đến đa số đối tượng hơn thì mình phải bắt buộc thay đổi, phải chuyển, cái sự chuyển hóa nó phải diễn ra. Đây cũng chính là giá trị nội dung cốt lõi mà ba chấm đang cố gắng xây dựng, vun đắp trong suốt quá trình xây dựng nội dung cho cái podcast. Giá trị trường tồn, bất biến với thời gian. Ba chấm sẽ tiếp tục tiến về phía trước, kiên trì bám đuổi mục tiêu. Mình xin được mạnh dạn nói như vậy trên kênh để coi như là động lực tiếp tục phát triển. Cũng vì cuộc trao đổi mình đã nói ở trên ba chấm cùng anh Khánh về những cái xúc cảm khi mà làm công việc này, thì mình đã nói là không bao giờ chán, và anh Khánh cũng đã xác nhận đây là cảm giác đặc biệt mà mình nên trân trọng, vì nó là ngọn lửa không bao giờ tàn. Mình hy vọng là ngọn lửa này có thể truyền được đến các thành viên trong nhóm ba chấm podcast, xa hơn là những khán thính giả vẫn luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua, hiện tại và tương lai nữa. Xa hơn nữa là những bạn đang hoặc chuẩn bị dấn thân vào con đường sáng tạo nội dung trên nền tảng podcast. Mong rằng là ba chấm sẽ luôn là động lực, nhỏ thôi cũng được, giúp các bạn vun đắp tinh thần tràn đầy sự tích cực trên hành trình phát triển bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ba chấm đến tận giây phút cuối cùng này. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Chúc mọi người những ngày tới đây thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy. Ba chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ba chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.